Cà luộc chín rồi, thơm quá. Dạ. Quay muộn thế nào? Ui lại đấy, mưa chào tường. Khả năng tương bả. Khả năng tương bả. Chỉ để năng cái lơ bộ nó không. Này chú còn nhiều gà ăn Tết không? Còn. Nó bán mấy con. Chặt ra thôi. Thịt nó chắc thế kia mà. Thế nó đâu? Úi ớt. À, ừ. Đấy. Này đúng bài nó đấy. Ừ. Ăn vào bằng thơm. Ừ. Bây giờ các bạn của tình mới đến chung vui cho tình này. Ui có hoa luôn. Ơi mời các bạn lên nhà đi không? Trời mưa to lắm rồi. Kính chào quý khán giả của kênh Lubathan. Nghĩa Lộ thì vừa mới tạnh nắng được 1-2 hôm thì trời lại đổ mưa rồi. Cái công trình của Hồng lại phải dừng lại vì vật liệu không lên được. Đấy, hôm nay thì có một cái tin vui là em Tình ở trong cái bản của Hồng ấy. Tình thì hay đồng hành hay đi cùng với mình tham gia một số cái công trình ấy. Thì được kết nạp đảng viên vào ngày hôm nay. Đấy thì nhà Tình thì phía sau lưng này, cái hôm mà mình có liên hoan lút bạc thì nhờ công việc ở bên nhà Tình ấy. Còn công việc tổ chức cái lễ kết nạp đảng viên thì ở bên nhà văn hóa ở phía bên này. Đấy. Bây giờ thì trong gia đình thì đang làm cơm. Thì hôm nay thì là có 3 đồng chí đảng viên trẻ, là 3 người em trong bản này, anh em chơi với nhau thì làm chung nhau ở nhà Tình này, làm một số cái mâm cơm để liên hoan và mời mọi người đến chung vui cái niềm vui cùng với gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhà Tình để cảm nhận cái không khí ngày vui của một của 3 đảng viên mới nhé. Xin chào 2 đảng viên mới. Được phát biểu cảm xúc chưa? Được phát biểu cảm xúc ở trên hội trường chưa? Có chứ. Cảm xúc thế nào? Run lắm mày. Run à? Được tiền phát biểu ngày này. Không, bây giờ phát biểu với anh thôi. Chứ được vào đảng viên thế nào? Bây giờ em là hơn anh rồi đấy. Anh còn chưa được vào Đảng Cộng sản Việt Nam đâu. Tình năm nay mới có tròn chưa được 20 à? 18. Mới có mười tròn 18 thôi, vừa học xong cấp 3 thôi. Cả Minh này vừa, hai em vừa học xong cấp 3 xong và chuẩn bị cũng sẽ nhập ngũ. Vào đây lên đây. Vâng, sang ăn Tết xong thì sẽ lên đường nhập ngũ và được kết nạp đảng viên sớm từ trước Tết. Đấy, rất là vui mừng cho các em ấy. Vịt nướng. Vịt nướng nè, vịt ướp mí mẻ nướng nè. Lắng nhẹ chưa? Ai mà cần gà trâu hả? Thế mà không làm hết. Ồ, một tháng hết phòng hết. Trẻ cháu chưa được ăn con gà nào đâu ấy. Thế sắp tới thì ăn phường mới mổ thử xem là gà á? Vâng, gà đấy nuôi cùng nhà cô ấy. Ừ, to rồi quá, nhà cháu cho nhà ăn. Nhà cháu không cho ăn cám, à. Chỉ cho ăn ấy thôi. Ý để cái làm vịt này cũng mua cùng nhau được rồi nha. Cái vịt này là cô mua cùng đợt, mẹ cho mua ngàn đấy à? Ừ, đây này con vịt mua ở đây. Vịt béo lắm, vịt này được. Ngàn này cháu chắc được khoảng vịt to, to chắc được khoảng gần 2 cân thôi. Em nó phải là đẹp mâm tía chừng nó mà chắc lắm mà. Cà luộc chín rồi, thơm quá. Dạ. Quay muộn thế nào? Ui lại đêm rồi. Đi đâu? Sớm cho làm, còn đang làm dở cái video của nhà Hồng. Làm xong rồi mới sang. Hôm nay là hai gia đình cùng chung tổ chức liên hoan cho hai em nó vào đảng này. Rất là tình cảm. Chủ nhà xong cô. Giờ chắc là bế mạc, chào cờ là bế mạc rồi. Bế mạc lón ba thằng kia vào lại. Đi còn không kịp tụi nó về đâu vậy. Mỗi của nó bao hình chào từ khả năng tương bả. Khả năng tương bả. Để năng cái lơ bộ nó trông. Tôi không biết gì như là. 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 Tô
Này chú còn nhiều gà ăn Tết không? Còn. Nó bán mấy con? Giờ bán được 100 mấy? Vâng, gà ngon này mà. Đây anh xem một con thôi. Vâng. Chặt ra thôi. Thịt nó chắc thế kia mà. Vịt nướng mẻ. Gần xong các món rồi các bạn ạ. Mình cũng loanh quanh chạy giúp gia đình nên là không quay được chi tiết từng thứ một. Giờ còn cái món lộm hoa chuối nữa này. Ăn thịt không thôi anh. Chỉ sợ có ăn rau không thì thịt không thì ăn được không? Cô ở bản lúc nào cháu thấy bị thiếu mất màu xanh. Toàn thấy màu của thịt thôi, chả thấy màu của rau đâu cả. À, nên là lộn cái lòng mề đây mới hoa chuối ạ. Mình tưởng cá gỏi đó. Cái hoa chuối phải thái nhỏ ra chứ. Hoa này chứ à? Thái nhỏ ra thì phải hoa chuối thôi. Ở đây lộn là kiểu là gắp thịt vẫn là thịt và gắp hoa vẫn là hoa. Chứ không kiểu là gắp trộn được vào nhau. Này là mình ngâm muối cho nó đỡ chát đúng không? Ừ. Xong rồi đây mắt khô lắm rồi. Muối với chanh. Vội quá, chương trình bên kia ngắn quá. Cứ tưởng chương trình ấy còn văn nghệ văn gừng dài nữa. Kia món này còn hay nhất đấy, xem đi. Yêm, nó thấy mình đến đây rồi. Không kiểu chắc là kiểu là bây giờ tình hình dịch bệnh nhưng cũng làm chương trình cũng làm ngắn gọn mọi cái thôi. Không huy động đội văn nghệ nữa. Hôm nay là hai ông bố vào là bếp trưởng. Còn thằng Minh chưa nhìn thấy nó đâu. Úi ớt. Đấy, này đúng bài nó đấy. Cái năng này hay đấy nhỉ. Cả vừng cả lạc luôn. Cả vừng cả lạc. Cơm mấy táo ăn được không? Táo không ăn. Lo là táo cho hết luôn. Ăn nhiều bằng thơm. Ừ. Cho cả mắc khén vào nữa. Có chứ. Hay là để tí xào thịt trâu thôi. Có, à, mắc khén. Cho cả vào cái trộn này ạ. Ừ. Các bạn thấy là gia vị của người Thái rất là cầu kỳ, rất là nhiều gia vị. Tổng gần hơn chục loại rồi còn chưa đủ. Hơn chục loại gia vị. Quản mà. Đi đó. Đi. Tranh thủ quảng cáo em gái của Tình sắp mới lấy chồng rồi các bạn ạ. Ngoài tránh mắt. Ngoài tránh mắt. Đi cho đảo tí cái không này phát đang cần nước rồi. Không lẽ. Tiệt cái nào không này. Châu xào với lại cả lá rau răm. Hương vị giờ nó như kiểu thịt ngựa rồi. Phan xa bóc không mình. Thiếu quế là thành thịt ngựa luôn. Ừ. Em là một trong ba đảng viên mới hôm nay à? Không, em là cũ rồi. Em là viên cũ rồi à? Gì mà nó đó? Thế như em chuẩn chỉnh rồi. Thằng Tình với thằng Minh thì không nói rồi nhưng mà còn một đồng chí nữa nhưng mà anh chưa gặp bao giờ hay sao ấy? Tí là gặp mà. À, chỉ xem nó ảnh trên Facebook thôi. Em thì già lắm rồi. Già lắm rồi à? Xin năm bao nhiêu mà già lắm rồi? 94 à? Khổ đơn thôi đấy các bạn. Đơn chứ. Hạt bứng. Nhôm nhan là cái gì? Hôm nay có thí tú về, có người đưa quả chắc đi về đâu. À, cả vỏ dổi nữa rồi chú. Ôi thế thì phải hơn chục gia vị thật rồi. Không muốn ngủ theo chắc. Trong thì mình phổ thông không có từ nhôm nhan đâu. Thường thì còn có từ nhôm nhan. Phổ thông thì có ngồm ngoàm. Đó chỉ có nhôm nhan.
Thấy có từ nhôm 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 nhàm trong từ khổ không. Chào anh. Trưởng bản đến cái là xông vào bếp là bưng mâm luôn đấy. Không lề hà gì cả. Cuộc sống ở trong dân bản là nó dân dã như thế các bạn ạ. Mọi người có vẻ hòa đồng như vậy này thì công việc của làng bản nó mới dễ làm được. Hai mấy tuổi nuôi hay tinh hơn đây? Hứ? Mấy tuổi nuôi mấy chèo đấy? Mấy tuổi nuôi chèo ma mới. Năm cứ cầu đạo theo cứ mà. Mấy tuổi ma mới. Lại đô quá trúng bà. Món này ngon lắm đấy. Ừ. Quay tinh cầm có hoa phi xe này. Bây giờ lên mâm rồi đủ món rồi các bạn ạ. Ui, đầy ắp một mâm cỗ luôn. Đầy ắp một mâm rất là nhiều món. Hôm nay thì rất vinh dự cho chiến nghĩa thôn Năm được đảng ủy thế rồi cấp trên quan tâm. Với để cộng với cái sự nỗ lực cố gắng của ba đồng chí, đồng chí Tình, đồng chí Chắc và đồng chí Minh. Cái ba đồng chí đã được đứng trong hàng ngũ đảng. Hôm nay chi bộ đã tổ chức kết nạp. Thế còn chương trình 2 thì gia đình có nhà ý thì thôi là nhân dịp là sắp bước năm mới năm 2022 gia đình ba đồng chí có làm bữa cơm để chúc mừng ba đồng chí được đứng trong hàng ngũ đảng. Xin thay mặt cho chi bộ tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và xin được kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ sức khỏe bước sang năm mới là làm ăn nó phát đạt hơn. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể các đồng chí. Đấy, mình này rất là vinh dự được ngồi cùng mâm với lại ba đảng viên trẻ đây nhá. Đấy. Có Chắc là hôm nay gặp lần đầu này. Em gặp anh mấy lần rồi, chẳng có diện nhà mừng đây. Thế chắc anh không nhớ lắm. Thôi chắc là mấy anh em chúc mừng cho ba em một ly đi nhỉ. Bên kia cứ để các ông các cụ tự nhiên thôi. Đây anh em mình chúc mừng nhá. Chúc nhưng mà các em bây giờ vẫn vào đảng nhưng mà vẫn còn có một thời gian thử thách gì đấy đúng không? Anh biết 12 tháng đúng không? Chưa phải là đảng viên chính thức đâu hả? Chưa. Thôi cố gắng phấn đấu nhá. Anh cũng mong được vào mà anh chưa được vào đâu. Em phát biểu cảm xúc một tí nào sau khi mà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì em sau khi vào đảng thì em phát biểu thay hai bạn luôn. Ok. Đấy thì cảm xúc của em cũng rất là vui mừng khi được vào đảng. Nói chung là bọn em sẽ gọi là cố gắng hết sức để trở thành một đảng viên tốt. Để phấn đấu và bọn em sẽ không vì lợi ích chung của mình vì lợi ích không vì lợi ích gọi là cá nhân lợi ích cá nhân đúng không, mình phải bỏ qua lợi ích cá nhân đúng không? Đúng rồi. Còn thì em chỉ muốn chúc hai đứa này đi lính tốt thôi. À em thì lại không đi lính hả? Em không. Em là khả năng sau năm sau đi lính nhiệm vụ phải đi lính. Chúc mừng em nhá, cố gắng thực hiện tốt những cái gì mà mình đang nghĩ. Anh chúc Chắc thôi. Hôm nay mới gặp Chắc rõ ràng hơn. Còn mọi lần thì cũng không biết mấy, coi chung là thoáng anh em thoáng qua không để ý. Nhưng hôm nay biết là đây là thêm một đảng viên của thôn bản nữa thì mình phải để ý. Cố gắng nha em nhá. Hôm nay thì gia đình nhà tổ chức hơi sớm một chút thì bây giờ mới có tầm khoảng tầm 5:30 chiều thôi. Buổi tối thì sẽ có thêm thanh niên đến chung vui mừng cho các em ấy nữa. Thì tối mình sẽ ghi hình tiếp để giao lưu với lại các bạn thanh niên ở đây cho mọi người xem nhé. Hiện tại vẫn là mở rồi. Okay, xem những điểm khác thôi. Hiện tại là vẫn mở. Ok, thế thì vẫn alo. Bây giờ các bạn của Tình mới đến chung vui cho Tình này. Ui có hoa luôn. Ơi mời các bạn lên nhà đi ông, trời mưa to lắm rồi. Đấy mọi người rất là tình cảm luôn, từ những cái việc rất là nhỏ thôi nhưng mà trời thì trời mưa nhá, nhưng mà mọi người vẫn đến
chúc mừng cho Tình. Ôi cảm động quá, mình sắp khóc rồi. Để hai em nhập mâm đi. Em nhập rồi. Hôm nay mưa gió nên là bạn bè của Tình bị sụt giảm rất là nhiều. Mình rất là quý anh em Tình và cũng rất là lễ cái khả năng quan hệ của anh em Tình ở địa bàn thị xã Nghĩa Lộ ấy, cánh đồng Mường Lò ấy, để mà quen với các cô gái bản ở đây ấy, thì thằng Tình này nó rất là giỏi luôn, thực sự luôn đấy. Mỗi một lần mà gặp Mường Tình ấy thì lại có những cô gái bản khác nhau đến chơi, rất là vui, rất là hay luôn. Bây giờ mọi người về hết rồi nhá, còn một số em là vẫn là bạn bè của Tình đến chơi, chúc mừng. Con rất là tuyệt vời. Gì mày uống một chén đi mày rồi mày uống. Tình thì bây giờ cũng say rồi. Em phải non phải văn văn nói nữa. Phải tăng phần gì nữa. Em muốn tăng bán nữa. Mình đang cố hết sức để tỉnh táo để ghi hình. Em ngủ nhá. Ừ rồi ok. Chứ còn nếu không ấy mà thoải mái thì tầm này thì cũng là say rồi, cũng không không trụ được đâu. Nhà anh, nhà anh. Anh ơi. Để xem. Ai uống với ai ấy nhỉ? Ai uống với ai, nhà ai với nhà ai? Áo hồng uống với áo đen, nhưng mà áo hồng bảo 11 tuổi. Sinh năm 2011. 2011 anh yêu, 2011 nói các bạn.